anh em tập trung ở bên này, mình đi đi vòng. Bây giờ mình sẽ tập di chuyển tiến lên anh em. Di chuyển thì mình vừa di chuyển thì mình sẽ vừa tránh né tiến lên đó. Bây giờ mình sẽ đi lên đây này, bắt đầu lên đó, cố gắng là mình di chuyển tiến lên tránh né, quan sát phòng thủ, tưởng tượng giống như mình đang thi đấu vậy đó. Ok, đi qua đây, mình sẽ di chuyển một vòng, đúng rồi, tránh né lỏng người đó, anh di chuyển nhanh nhẹn nè, quan sát tránh né phần ở trên cái hông của mình á, dẻo đó, di chuyển tiến lên, em đừng có chạy nè, đẩy lên đó. Bước chân này lui đánh tay ra, hoặc là nhảy lui đánh ra, mình lui vừa lui vừa lui bập, vừa lui vừa lui đấm tay trái ra, mình lui mình cũng phản công chứ mình đừng có lui mà mình chạy, mình ôm lui vừa đánh bập 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 bập, tiếp tục di chuyển pum pum lách né, pum pum lách né, tiếp tục di chuyển lên, cái chân của mình nhảy này, di chuyển này, pum 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 lách, tay cao lên, lỏng người ra, đánh bung hết tay ra, rồi ok. Bây giờ qua mình sẽ di chuyển lên, mình đánh 2-3 này, pa pa di chuyển, pa pa bước chân phải vô, pa pa, đúng rồi, bước chân trái lên trước, xong rồi bước chân phải theo đấm, bập bập, đúng rồi, ok, pa pa pa. Rồi tiếp tục, mình tiếp tục, mình 2-2-3-2 xong rồi đảo, kết thúc một cái cú đấm cuối cùng là mình sẽ tập đảo qua tránh né, đừng có đứng lại, băng lời di chuyển đảo qua, đúng rồi, tránh cái đầu qua bên phải, tránh cái đầu lách qua bên trái đó, thoát ra, ok, thoát ra, đánh hết tay ra, cố gắng đánh hết cái tay phải ra, bùm 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 dài ra, cú đấm mình nó dài ra thì nó mới phát huy hết lực, cái lực của mình được, đánh xong là đảo, đúng rồi, good, đánh xong cũng tránh né luôn, đánh xong lách tránh né luôn. Cố gắng lên nào. Cố gắng cao cái gối lên, đừng có khuỵu gối quá. Đá cái chân sau, xoay cái gót chân ra. Xoay cái gót chân sau ra. Bây giờ mình muốn tắng cái đòn overhand người ta. Bước chân vậy. Vập vòng. Đây. Bước lên nè. Vòng cái này vào đầu ra cầm luôn. Đó, ok. Di chuyển lên. Bước cái chân trước lên. Một bước đây, đồng thời là cái tay trái của mình vào ghim vào bụng nhữ, để người ta giật mình, người ta kéo xuống, mình sẽ đánh cái đòn overhand mặt đập, bước lên nè, băng băng quặp vô, băng băng rút về, đảo được không? Chân nhớ khi mà mình đánh đừng có đá chân như này, tại vì khi mà mình đá như vậy là tay mình đánh ra mà chân lại kéo lại rồi, đòn nó không có nặng được, nên mình đánh đổ qua luôn, băng rồi đi. Đúng rồi, xoay cái gót chân ra. Đúng rồi, xoay gót chân ra ngoài. Dồn hết lực vô cái đòn tay phải, đúng rồi, cắm vô. Đó, dồn vô. Ok.
Hồi nãy là mình overhand tay sau, bây giờ mình đánh tay trước. Khi mà mình đang muốn đánh, bước cái chân lên, bập, bước cái chân phải lên, đang đứng như này, bập vô cái mặt của họ, đúng không? Đây, cái này đi lên, bập, rồi về, bước chân này lên nè, bước cái chân phải lên là cái tay là mình ra cùng một lúc luôn, bập, bập, rút về, tiếp tục, bập, tay trái với lại chân phải đi cùng một lúc, đúng rồi, tay chân bước, bập, vô, bước cái chân lên, đánh, và tay mình cũng phải che nha, đúng rồi, bước lên luôn, xong rồi rút về thoát ra, good. Tấn công khi đối phương người ta phản lại thì mình sẽ tránh né, mình phản lại. Bây giờ mình sẽ ra một nè, đỡ, bên này đỡ, hai, và đánh lại đòn tay trái, cháp ra, thì mình bước chân qua mình lách, hồi nãy mình tập rồi, bây giờ một, hai, này bước chân qua đây, bước lui về là mình vừa lấy đà, mình vừa tránh được đòn của đối phương, đúng không? Xong mình sẽ phản lại, bập, bập, trả lại đòn hai, ba, ok, một, hai, lách qua, bam, bam, và khi mà mình tránh qua, cái tay của mình nhớ là mình cào lên, ok, một, hai, tránh qua, bam, bam, một, hai, lách qua, bam, bam, ok, lập, bập, nhớ, chân, bập theo luôn, gần quá thì mình cũng không cần, nhưng mà khi mà mình người ta xa ra thì bước cái chân tới quật vô, ok, bước chân lên, mình lách qua này, bước lui là bước tới, lách qua, pa, pa, bước chân lên, bước, đúng rồi, đúng rồi, bước chân lên luôn. Bang, bang, cắm vô luôn. Nếu mà trúng đòn thẳng sau mà hết tay ở như thế thì rất là nguy hiểm. Vừa nháp người ta ra, nhớ người ta ra, vừa ra phát, bam vô. Đó, ok. Bam, bam, bam. Đó. Đây là bạn sẽ đỡ lại nha. Đỡ lại để cho người ta, để cho bạn mình đánh hết lực ra. Một, một, hai, ok. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bung, bung. Ok, bước chân vô, mình đấm hết ra, bung, bung, bung. Ok, rồi, đúng rồi, cắm như thế. Xoay gót chân ra ngoài. Đúng rồi, xoay ra, xoay ra. Phản tay sau nha, cũng như vậy. Khi mà mình cháp, người ta ra tay sau nè, đỡ. Xong người ta ra tay sau thì mình bước cái chân này vô đây là tống cái tay vô bụng người ta rồi. Một phát, đây, trả lại. Đòn vòng lên trên. Có thể là đánh gập tay này, hoặc là có thể mở cái tay này đánh lên. Ok, cháp. Bam, bam. Người ta vừa ra cái, quan sát khi mà mình vừa đánh nè, người ta vừa ra tay phải là mình bước chân lên luôn. Đúng, người ta vừa ra tay phải. Đó, là cái chân mình lên này nè. Bập một phát ở đây rồi. Trả thêm một phát ở trên mặt nữa. Pa, pam, pa. Ok. Pa, pam, pa. Bam. Là nó đi một cái lực sẽ rất là mạnh khi mà mình đổ ở đây, mình lấy đà qua bên đây, vượt qua. Rồi, ok. Rồi, giờ cứ mình đánh, mình di chuyển, quan sát. Khi nào thích hợp mình sẽ ra. Pam, pam, pam. Pa, pa, pa. Người ta vừa ra phát xuống bụng lên mặt. Sập bực. Ok. Nghe được, anh bé được, quấn, quấn. Đúng rồi. Mọi người đây, đúng không? Mình đây. Người ta vừa ra, bây giờ mình không có tấn công luôn. Khi người ta vừa ra, phát là mình bước chân lên, mình đánh ra. Ok. Bập, rút về, đi ra. Bập, trực tiếp vào trong mặt, bụng
Đó, vừa ra phát là bước lên đây, di chuyển ra ngoài. Tiếp tục. Bập. Bập. Đó, bước cái chân này lên, đấm ra, bước chân này lên, bập qua đây. Rồi. Bước. Xúc bụng hoặc là swing vòng lên mặt. Để cho bạn đánh ra. Cái tay phải mình phòng thủ để cho bạn đánh ra. Rồi, bước chân lên, bụp, trực tiếp vô. Mình đừng có liền này. Lên. Bam. Bam. Đó, anh lấy tay anh che lại. Đó, phát lực là mình giật cái vai này. Bập giữ lại. Đó. Ok. Phát lực ra. Cố gắng mình tập mình phát lực tay ra. Rồi bây giờ đến tay sau, cái tay thuận nè. Tay thuận cũng vậy. Khi mà người ta ra ra đòn thì mình bước cái chân này lên. Đó. Đúng rồi. Em đánh tay phải ra. Đó. Thì mình sẽ bước chân lên đây một phát là ở đây. Rồi mình có thể mình đánh, khi mà mình đánh xong rồi á là mình sẽ xoay ra ngoài luôn. Đó, hoặc là mình đánh vòng. Bập. Bập đây. Dài đòn ra. Đó, cái đòn này mình đánh dài ra mình cặp. Bập. Hoặc ra. Bập, xoay người qua. Khi mà mình đánh xong là mình sẽ xoay người qua. Bam. Khi mà người ta còn chưa có kịp xoay lại đây là mình có thể tắng mấy phát nữa rồi. Hay là pam 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 pam, rồi di chuyển ra pam 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 pam, rồi đó, bước cái chân phải, bước với chân trái lên, pop, xoay người qua, bước chân trái lên vòng, xoay người qua, pop, xoay người qua, đó, pam. Bụng. Đó, khi mà đối phương người ta đánh hai cái đòn vòng nè. Khi mà người ta đánh đòn vòng tay trước á, ok. Rồi tập trung nha. Bây giờ khi mà người ta đánh đòn vòng tay trước á thì mình sẽ đỡ, lấy cái này. Đỡ lên. Đỡ, khi mà mình vừa đỡ ở đây được rồi thì mình sẽ phản lại luôn. Phản lại luôn. 3 nè, 2 nè, 3, ok. Khi người ta đánh ra, bập. Mình rồi rút cái tay này mình về mình phòng thủ. Một, ba, ba, kì. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Tương tự như thế, tay phải của mình á. Đó, khi người ta đánh tay vòng tay phải ra thì mình đỡ. Bập, xong mình phản lại nè, rút về. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Trái. Ba. Ba, ba, ba. Ok. Tay trước nữa em, tay trước nữa. Hai tay, hai tay. Hai tay. Đúng rồi, đỡ tay trái đánh tay phải, đỡ tay phải đánh tay trái. Ừ. Rồi, đổi, xoay góc liền. Bước. Xoay, bước người lách qua, thoát qua bên trái. Thoát qua bên phải. Cao mông lên nào. Đúng rồi, cao mông lên. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. 1, 3, 4, 5, đếm một tròn nha.
9, 20, ok, nhật. Xoay, đá không qua, đá lên, đá lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, thả lỏng. Giãn cơ. Hai mọi người, thì vừa rồi là mình vừa kết thúc tuần thứ hai tại Liên Phong MMA trong cái kế hoạch 4 tuần để hỗ trợ các võ sĩ ở Liên Phong để training những cái đòn tay trong boxing. Thì vừa rồi đã kết thúc tuần thứ hai các bạn. Thì mình còn 2 tuần ở đây nữa. Thì trong những cái buổi tiếp theo thì mình chia sẻ những cái mà kế hoạch, những cái bài tập, những cái những gì mà mình thực hiện ở đây để cho mọi người có thể theo dõi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi channel của Hoàng. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ kênh và tiếp tục đồng hành với Hoàng trong thời gian sắp tới. Sẽ có rất là nhiều kế hoạch, sẽ có rất là nhiều cái mà mình sẽ đi khắp nơi để mà mình review cho mọi người xem những cái công việc của mình trong thời gian tới nha. Cảm ơn mọi người.